Dạ em chào anh. Chào anh, anh chào em. Showroom của tụi em. Hôm nay anh đi mua xe đúng không? Ok em, hôm nay anh đến xem xe. Tài chính của anh cũng không nhiều, thì nó dưới 10 tỷ. Wow. Cụ thể là 1.3 tỷ. Kiếm cho anh xe nào mà đỏ chót mà nó lực lực một xíu. Thôi em có cái xe này nó lực chứ không có lần. Vậy hả? Dạ dạ dạ, nó này anh mời anh lên xe. Đâu em? Đâu? Anh em lên xe này ngồi anh thấy nó làm sao anh? Anh sợ nó chật cái em. Mà anh thấy nó chật không? À, không em. Vậy mắc gì anh sợ? Nè em đo cho anh coi nè. Chặt không? Không em, rộng ha. Được không? Được. Anh đi 3-0 Sport này nè. Người ta nói á, cán bộ đi làm nhiệm vụ, sếp đi công tác, chứ đâu có ai nói anh đi chạy dịch vụ đâu. Dữ vậy ha. Ừ. Mà anh vô đây. Ủa mình gì? Này, lâu lắm vậy đi nhé. Nè anh dòm cái vô lăng với cái màn hình vậy nè. Có giống miếng cơm manh áo xíu nào không? Không em. Ngon không anh? Ngon em. Có Super Select, khóa vi sai, mỗi lần gài cầu bo cua không cần cầu nguyện. Quá tuyệt vời. Người ta hay nói tâm sinh tướng. Đâu anh mặc cái vest em chưa? Trời ơi nhìn anh sang vậy nè, không mua xe này mua xe nào. Ừ, em nói cũng đúng. Rồi sao anh? Chốt. 3-0 Sport 2024 cập nhật màu sơn mới đỏ đen, cực kỳ quý phái và sang trọng. Nâng cấp áp suất lớp zin tích hợp theo xe, nâng cấp kính sau tối mà, cải tiến công nghệ nano lọc không khí, đặc biệt giá không đổi, giá